Đây là ngày thứ 13 nha các bạn. Chim nó cũng muốn ra khỏi ổ rồi. Sáng là nó đã nhảy lên ở trên cái dàn ổ trên này, nó đứng nó quơ cánh nè các bạn. Chắc có lẽ là 14 hoặc là 15 ngày gì nó ra gàn, mình phải kiếm lồng để mình nhốt nó à. Không để ổ được. Mình dự định mình nuôi mình thả nó chứ mình không có nhốt, không biết mình có nuôi được hay không nữa. Thả loại này thả nó đi luôn. Tập mai rồi đây. Đây, đây, chưa no, từ từ thôi, nó biết há họng ra luôn rồi nè. Tự há họng là, nắm là biết tự há họng ra luôn rồi, ý, chà quá rồi. Này, em nhỏ ăn thêm miếng nữa mà được. Rồi, xong. Xong một bữa trưa đó. Biết đi về nghe anh em, đi vòng vòng à. Đây là cặp cu nhí mình ngày thứ 14 rồi các bạn. Thì nó leo ra khỏi ổ rồi. Giờ mình phải bỏ vô lồng chứ không thể nằm ổ được. Nay mình cho nó ăn sáng này, các bạn thấy nó hình hình cũng rất là lẹ. Đói quá đói à.
Chắc không ngoài. Thì mấy nữa rồi các bạn. Rồi xong. Các bạn nha, chúc các bạn xem clip vui vẻ và chúc tất cả anh em có một ngày làm việc hiệu quả. Rồi, giờ làm đi. Chào tất cả các bạn, thì hôm nay là chim của mình được 15 16 ngày các bạn. Nó đã bỏ ổ rồi cho nên mình tạm thời mình không có lòng mình nhốt đỡ nó vô trong cái lờ này các bạn. Nó bỏ ổ nó chuyện nhưng mà thực tế là nó chưa có biết mẫu ăn các bạn. Mình để nước với thức ăn cho nó tập. Nhưng mà bây giờ tới giờ nó đói là mình vẫn phải bơm cho nó. Giờ mình bắt nó ra cho nó ăn đây. Như vậy là cái chim cu gốc này thì xin lỗi cu nhí này thì khoảng 14 15 ngày là bỏ ổ các bạn. Hôm nay như là ngày thứ 15 phải. Rồi, thích đậu đây để đậu đây luôn đi. Đây đậu đây. Ê, ê, bay bay được rồi. Bay được rồi, bay được rồi. Đây, để ăn đây nè, bay cái gì bay. Để tốt cho nó thì mình để cái thức ăn chim này cho nó tập nó ăn luôn, rồi mình đút nhỏ lớn thì mình nghĩ là sẽ tốt hơn cho nó ăn lúa. Vậy mấy bạn thấy là con lớn nó bay được rồi các bạn, nó bay được rồi. Vậy là ở ngoài gần nếu bay được thì mới truyền theo mẹ được. Vậy nuôi cũng không có cực nha các bạn, để nó một tuần tuổi xong mình bắt về mình nuôi một tuần nữa là nó nhảy ra khỏi ổ rồi. Chắc khoảng mình phải nuôi thêm một tuần nữa để cho nó biết ăn. Nó chưa nó còn lớn này, bầu lớn.
Rồi, tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Chim non này mình nuôi chỉ làm clip để các bạn xem giải trí lúc nhàn rỗi thôi. Để xả chết các bạn. Nếu các bạn thấy được thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tạm biệt các bạn. Rồi, vô lòng được rồi. Vô lòng được rồi. Đỡ đi, lớn chút nữa đi rồi kiếm lòng đẹp cho ở nha. Hết lo rồi, hết dãy cánh rồi.